muốn hiểu được cái này mình phải hiểu được cái sự lịch sử về cái sự phân biệt hai phái Nam truyền Bắc truyền này. Ví dụ như sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 3-4-500 năm sau thì cái thời gian đầu tiên ấy thì không chưa có hệ phái, thì lúc đấy chỉ có là Nguyên Thủy Đạo Phật thôi. Mà khoảng 2-300 năm sau, 3-400 năm sau thì lúc đấy mới bắt đầu có một số vị tỳ kheo đã phát sinh ra một số cái giới luật mới, như liên quan đến như là được ăn những cái đồ cất trữ một số những cái đồ ăn qua đêm, như là cất giữ muối qua đêm, hay là một số liên quan đến tiền bạc. Trong đó có một cái giới đặc biệt là có một số vị tỳ kheo đã khởi sinh lên một cái ý định là người xuất gia được phép giữ tiền và bạc, tiền và vàng bạc. Còn một số vị gọi là thượng tọa, là những bậc trưởng lão, thì không chấp nhận những cái giới luật này, nói rằng những cái giới luật này là làm phá vỡ mất cái phạm hạnh của người tu, không nên giữ tiền và vàng bạc. Cho nên là lúc đấy mới hình thành ra hai hệ phái, thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Thì phái các vị thượng tọa bộ là những bậc trưởng lão giữ nguyên những cái lời dạy của Đức Phật, không thêm vào những cái gì Đức Phật không dạy, và không có bớt đi những gì Đức Phật đã dạy. Những giới luật gì Đức Phật đã ban hành thì giữ nguyên, không có thêm vào, không bớt đi. Còn bên đại chúng bộ thì là bắt đầu có bớt đi một số giới luật, tức là phát sinh một số những cái kinh điển mới, bắt đầu cũng hình thành từ đấy. Từ đấy bắt đầu những bên đại chúng bộ thì truyền về bên phương Bắc của Ấn Độ, gọi là Phật giáo Bắc truyền. Mà bên còn các bậc thượng tọa bộ thì truyền về phương Nam, gọi là Phật giáo Nam truyền. Thì hai hệ phái Phật giáo bắt đầu dần dần có cái sự, lúc đầu thì chỉ khác nhau một chút xíu về giới luật đấy thôi, về giới luật. Nhưng mà sau này thì dần dần cái sự khác biệt nhiều hơn, đó là mà Phật giáo bên Nam truyền là thượng tọa bộ thì vẫn giữ nguyên những cái cách ăn mặc, những cái cách hành trì tu tập và những cái kinh điển Nikaya. Còn bên Phật giáo phát triển bắt đầu phát triển thêm kinh Đại thừa, kinh các cái bộ kinh Đại thừa bắt đầu phát triển và ra kinh Hoa Nghiêm, Năng Nghiêm, rồi kinh tất cả những cái kinh về Đại thừa ấy, như những kinh nổi tiếng bây giờ, kinh Di Đà, kinh Dược Sư ấy, thì bắt đầu là phát triển ở bên gọi là đại chúng bộ, hay là gọi là bên Bắc truyền. Thì đấy là khác biệt về kinh điển. Nhưng là khác biệt về kinh điển thì bên Phật giáo Nam truyền thì chỉ có những cái kinh mà đã được kết tập ở những cái lần kinh điển lần thứ nhất 2 3 4 5 6. Còn bên Phật giáo Bắc truyền thì học những cái kinh phát triển về sau này. Hay tất cả những cái kinh Bắc truyền như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Năng Già, kinh Duy Ma, vân vân, rất là nhiều những cái kinh khác nhau. Thứ hai nữa là Phật giáo Bắc truyền thì sau này lại truyền qua bên Trung Quốc, thì cái tạng kinh đó lại được phiên dịch thành Hán tạng. Cho nên là như bây giờ thì cái tạng kinh ở bên Bắc truyền thì chủ yếu là được phiên dịch sang chữ Hán. Cho nên là một cái người nghiên cứu bên Phật giáo Bắc truyền hay là thọ trì những kinh điển ở bên Phật giáo Bắc truyền sẽ học chữ Hán nhiều để mới đọc và hiểu được kinh Bắc truyền. Còn bên Phật giáo Nam truyền thì vẫn giữ nguyên cái kinh bằng chữ Pali, chữ Phạn Pali đó. Cho nên là một người muốn nghiên cứu kinh điển bên Nam truyền thì người đấy lại hay học cái ngôn ngữ Pali để học được những cái kinh Nguyên Thủy, kinh Nikaya. Thế là sự khác biệt về kinh, về luật, luận thì khác nhau một chút xíu. Về giới luật của người xuất gia tại gia thì khác nhau về một một chút xíu về giới luật, nhưng không đáng kể nhiều. Nó với giới tỳ kheo của hai bên thì cũng khác nhau một chút xíu. Còn cái sự khác nhau về trên hình thức thì khác nhau sẽ khác nhau nhiều hơn. Trên hình thức như là một cái vị tỳ kheo bên Phật giáo Nam truyền sẽ giữ nguyên cái hình ảnh thời Đức Phật, đó là mặc những cái tấm y cà sa, và các vị bên Nam truyền là sẽ tuyệt đối không mặc những cái quần áo của người tại gia, tức là những cái bộ quần áo gì mà may theo nối tại gia sẽ không mặc, mà chỉ mặc những cái vải, những cái tấm áo là giống như những cái mảnh ruộng vuông, và hở vai bên hữu, và ăn thì vẫn cứ ôm bình bát đi khất thực, bằng nuôi thân bằng cái hình thức khất thực. Đấy là mặc dù có nhiều cái thay đổi, có những người thì vẫn ăn bình thường, nhưng mà cũng có người thì vẫn duy trì cái hạnh khất thực hàng ngày nuôi thân. Và có cái sự khác biệt nữa về cái sự thờ
thờ tự các đức Phật khác nhau. Ví dụ như là bên Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ thờ mỗi đức Phật Bổn Sư, đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ sáng lập ra đạo Phật. Đấy là vậy, cho nên là vào các chùa Nguyên Thủy thì mình có thể thấy một pho tượng Phật hoặc nhiều pho tượng Phật, nhưng tất cả chỉ thờ mỗi đức Phật thôi. Và bên Phật giáo Nam truyền không chú trọng thờ các cái bậc thánh nhân khác, ngay cả những bậc thánh nhân như Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên cũng rất ít chùa thờ, ít ở đâu đắp lên hình tượng để tôn thờ, mà chỉ tôn thờ mỗi một đức Phật, đó là đức Phật Chánh Đẳng Giác. Còn bên Phật giáo Bắc truyền thì mình sẽ thấy có rất là nhiều những hình tượng khác nhau để tôn thờ. Ví dụ như một cái người vào chùa Phật giáo Bắc truyền sẽ thấy ngoài đức Phật Bổn Sư sẽ còn có đức Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Dược Sư, rồi là rất rất nhiều các vị Phật và rất rất nhiều các vị Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm, hay là Bồ Tát Thế Chí, rồi rất nhiều các vị Bồ Tát được tôn thờ ở trên bàn, và thờ cả các vị thần linh nữa. Cho nên là cái sự hình thức mình có thể thấy nó có một cái, có rất là nhiều cái sự khác nhau như thế, mình sẽ phân biệt được. Mình trải qua nhiều cái thời gian thì vẫn có một cái điểm chung, đó là cả hai bên cùng thờ Đức Phật Bổn Sư. Cả hai bên đều vẫn học những cái pháp rất là căn bản của đạo Phật, như là đều tin vào nhân quả nghiệp báo, đều học những cái giáo lý căn bản của Đức Phật, tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên. Thì những cái tư tưởng tương đồng thì rất là nhiều, cũng rất là nhiều, chỉ có một số khác biệt thôi. Một số khác biệt đó là bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không có học những cái kinh điển Bắc truyền. Còn bên Phật giáo Bắc truyền thì ngoài học cái kinh điển về phát triển, vẫn học tất cả những kinh điển về Nguyên Thủy. Vậy thì một cái vị mà tu tập bên Phật giáo Bắc truyền thì vẫn học, vẫn được học và hành những cái phương pháp của Phật giáo Bắc Nguyên Thủy. Còn những cái vị mà tu tập bên Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có học và hành những cái tư tưởng, những cái giáo pháp của Phật giáo Nguyên Thủy, mà không học và hành theo những cái giáo pháp của Phật giáo bên Bắc truyền. Thế là nó chỉ có hai cái sự khác nhau một chút xíu như vậy. Thế thì vẫn có sự tương đồng và có một chút khác biệt, không đáng kể.